Dạ vâng, em xin chào ông Rade, xin kính chào toàn thể các bác anh chị em nhé. Trong video mới hôm nay ngày 24 tháng 5 năm 2022, em xin kính mời toàn thể các bác anh chị em vào xem thưởng thức một trong những sản phẩm mà em test giới thiệu ở trong video clip trên kênh YouTube của em Chinh Trang Rade hôm nay nhé. Đây là một trong những sản phẩm dòng loa với cái thương hiệu đỉnh cao nổi tiếng của hãng JBL. Và qua cái video này thì em cũng có đôi chút tâm sự với toàn thể các bác anh chị em là trong cái thời điểm hiện tại này là phải nói rằng là để săn tìm và đấu giá cũng như là sở hữu được tất cả các cái sản phẩm loa, đặc biệt là hàng của Mỹ cũng như hàng của Nhật và tất cả các cái hàng của hãng khác trên tất cả các thế giới, và chủ yếu để các bác anh chị em vào tham khảo cũng như là sưu tập thêm về để bổ sung vào tất cả các hệ thống dàn âm thanh trong gia đình cũng như là phòng hát nhà mình, nghe nhạc và hát karaoke. Thì đó là những cái phải nói rằng là đó là những cái công việc cực kỳ khó ở trong cái thời điểm hiện tại bây giờ, bởi vì những cái model đẹp và hot như em giới thiệu ở trong hôm nay thì phải nói rằng nó là quá khó khăn, mất quá nhiều công phu và mất quá nhiều công sức cũng như quá nhiều thời gian để sở hữu được về và phối ghép để làm một cái video clip tung lên để các bác của anh chị em vào kênh YouTube của em Chinh Trang Already theo dõi và tham khảo về cái chất âm. Thì ở trong video hôm nay xin mời toàn thể các bác của anh chị em cùng chú ý hướng tới màn hình. Em sẽ cho nhạc to lên một chút để các bác của anh chị em cảm nhận về cái chất âm của cái dòng loa nổi tiếng của hãng JBL, đó là Monitor Control 4312 MK2 các bác của anh chị em nhé. 4312 MK2. Xin mời toàn thể các bác của anh chị em cùng chú ý lắng nghe và theo dõi. Ngày nay em nào thấy lòng chân thành của tình thế nhân, tiền đâu trong tình yêu được bên lâu để kiếp sau không giàu. Em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh. Vâng, vừa rồi thì toàn thể các bác của anh chị em cũng đã được theo dõi một đoạn video clip em Chinh Trang Already test cái chất âm huyền thoại nổi tiếng của hãng JBL, đó là cái model là 4312 MK2 Monitor. Đây là một trong những cái sản phẩm loa sử dụng chuyên để thiết kế thẩm âm và cũng như là kiểm âm cho tất cả các cái CD mới ra của tất cả các ca sĩ. Thì đây là một trong những cái model loa phải nói rằng là nó là tên tuổi lừng danh trên khắp tất cả các nước trên thế giới rồi. Thì và ngày hôm nay em Chinh Trang Audio Day mới về được cái model loa này. Nói về cái tình trạng của loa thì đầu tiên là các bác và anh chị em yên tâm là zin bản là từ A đến Z và mới một cách là chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi, và đặc biệt là cái mùi thơm thì nó còn thơm phức luôn các bác và anh chị em nhé. Thì cái sản phẩm 4312 Control Monitor MK2 này là một trong những dòng loa kiểm âm nổi tiếng ở tất cả các cái phòng thu, phòng kiểm âm các bác của anh chị em nhé. Sở hữu cái sản phẩm loa là 3 đường tiếng, được thiết kế và sản xuất tại Mỹ với cấu hình là 1/30, 1 chung và 1 tép, tép titan các bác của anh chị em nhé. Dòng loa tép titan thì các bác của anh chị em yên tâm về cái giải tép, nó sáng tí tách len keng và hay tuyệt vời luôn các bác của anh chị em nhé. Hay tuyệt vời luôn. Ở cái sản phẩm loa Monitor 4312 MK2 này thì các bác của anh chị em hãy chú ý hướng tới màn hình. Em sẽ quay giới thiệu chi tiết về nội ngoại thất cái sản phẩm loa này để các bác của anh chị em một lần nữa được chiêm ngưỡng về cái vẻ đẹp tuyệt vời có cái sản phẩm loa này đang có tại em Chinh Trang Audio Day. Xin mời toàn thể các bác của anh chị em. Trước qua màn hình các bác của anh chị em đang theo dõi đó là một cái chiếc loa. Em đã tháo cái bát ra để các bác của anh chị em cùng theo dõi. Em sẽ quay cái video gần vào để các bác của anh chị em cùng xem cái nội thất của cái sản phẩm loa này nhé. Đây, với cái thiết kế là toàn bộ là thùng, là được hãng thiết kế là cái sơn đen sần các bác của anh chị em nhé. Đen sần nó dạng như kiểu một lớp da, như kiểu một lớp da, nó cực kỳ sang trọng và cực kỳ đẹp, cực kỳ bền.
Với cái chất liệu này thì em tin chắc rằng là ở cái thị trường Việt Nam bây giờ, với 1 năm 4 mùa thì các bác anh chị em là yên tâm luôn rằng không phải lo nghĩ gì mùa nào, rất yên tâm nhé. Cứ chơi thoải mái luôn, không phải nghĩ gì đến khí hậu, thời tiết các bác anh chị em nhé. Ở hai bên hông trái và bên hông phải là được hãng là dập cái logo tem JVN đẹp như mới. Các bác anh chị em nhé, đẹp như mới luôn. Em đang sờ đây này, sờ cảm giác là sắc cạnh, sắc tay luôn, đẹp như mới luôn. Đây là toàn bộ cái thùng, đẹp vuông thành sắc cạnh. Và ở cái cấu hình loa này là hãng sử dụng là loa 3 đường tiếng, 1 bát 30 các bác anh chị em nhé. Một chung và một tép titan các bác của anh chị em nhé. 1 bát 30, một chung, một titan. Và đầu tiên mời các bác của anh chị em hãy chú ý tới cái hướng bát để xem cái độ mới, độ đẹp của cái sản phẩm loa này nó thế nào. Đây là toàn bộ cái kiềng của loa. Các bác của anh chị em để ý cái kiềng của loa này. Các bác của anh chị em để ý cái kiềng của loa này. Cái kiềng nhôm của loa nó sáng sáng một cách là sáng sắc cạnh luôn này. Sáng gọi là sắc cạnh luôn. Đấy, cái kiềng của loa. Và tiếp theo là cái gân của loa. Cái gân của loa các bác quên xem để ý này, cảm giác sờ nó dính và nó ướt luôn. Dính nhâm nhá vào tay luôn và cảm giác rất ướt át luôn. Đấy, và bên trong nữa là cái màng. Cái màng này các bác quên xem để ý kìa, cái màng giấy này. Cái màng này thì nó quá đẹp luôn. Cái màng này thì quá đẹp luôn các bác quên xem nhá, quá là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn. Và bên trong tâm điểm đó là cái nón của loa hay còn gọi là rốn. Rốn em nó là tròn vo luôn. Đấy, tròn vo luôn, quá đẹp luôn. Đấy. Đây là cái chiếc bát hàng bãi xịn của Mỹ về em Trinh Trang Aura D với một tình trạng là chưa có một chút bụi nào và chưa có vệ sinh, chưa có spa. Các bác quý anh chị em để ý kỹ nhá, em sẽ quay điện thoại gần hơn. Các bác quý anh chị em sẽ nhìn thấy cái độ mới và độ ánh của cái sản phẩm loa này. Đấy, cái rốn loa này. Rốn loa, cái gân của rốn loa này. Cái màng loa này, còn cái độ sáng ánh của kim tuyến đây. Và cái lớp keo viền ở màng ngoài loa gắn với cả cái nhện loa này. Nhện loa. Đấy các bác quý anh chị em này. Đấy là cái bát nó quá đẹp luôn, đẹp. Đẹp như là vừa mới ra lò các bác quý anh chị em nhá. Thứ hai là cái chung. Đây các bác quý anh chị em để ý cái chung này. Cái chung âm của JBN này thì các bác quý anh chị em yên tâm rằng là cái chung âm là cái độ mượt, độ ngọt của nó thì độ sáng của nó thì là các bác quý anh chị em phải nói rằng là dùng nghe cái các cái thể loại nhạc bolero, nhạc không lời, nhạc phòng trà thì nó phải nói rằng là nó tuyệt vời luôn các bác quý anh chị em nhá. Dòng loa chung, loa kiểm âm này thì các bác quý anh chị em yên tâm là cái lời ca sĩ là nó nghe nó mộc và nó như là nghe ở trực tiếp trước phòng thu luôn các bác quý anh chị em như đây. Cái màng chung này thì các bác quý anh chị em để ý này, rất mới, cảm giác rất ướt đây, vẫn còn dính vào cái bông bụi về đây, dính cái bông bụi về. Cái này là cái bông bụi theo thời gian. Và cái mặt phay nhôm ở bên ngoài các bác quý anh chị em để ý cái mặt phay nhôm này, mặt phay nhôm của bông này, của chung này. Đấy, và cái rốn bên trong này mới kính kem. Thứ ba là cái tép, các bác anh chị em để ý này, cái tép này. Cái tép titan này thì các bác quý anh chị em yên tâm luôn, em sẽ cho nhít một tí tép lên để các bác quý anh chị em cảm nhận cái tiếng tép titan nhá. Đấy. Các bác quý anh chị em thấy không? Nó tí tách nó lên keng nó sáng thôi rồi luôn. Nghe cái tiếng tép của nó, nhạc cụ nó gõ nó đánh tỉa thì nó cực kỳ phê luôn các bác quý anh chị em, đẹp như mới luôn. Và đây bên trên này nó là cái modem 4312B MK2 console monitor các bác quý anh chị em nhé. Hai nút tinh chỉnh min và tinh chỉnh tép. Ở cái sản phẩm loa này hãng thiết kế là cái lỗ thông hơi ở đằng trước mé bên trên cùng của loa. Toàn bộ cái sản phẩm loa này với cái thiết kế là tổng là nội thất là chút nữa em sẽ giới thiệu, còn đâu là ngoại thất thì các bác quý anh chị em để ý rằng là nó quá đẹp, quá mới luôn các bác quý anh chị em nhé. Quá mới, đẹp vuông thành sắc cạnh luôn. Và ngay sau bây giờ em sẽ nhấc cái chiếc bát này lên để các bác quý anh chị em cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp về cái nội thất ở bên trong cái model loa 4312 MK2 console monitor này các bác quý anh chị em nhé. Đây em sẽ nhấc lên cái chiếc bát này, nó rất nặng các bác quý anh chị em nhé, rất nặng luôn. Đấy, em sẽ nhấc lên rất nặng. Đây các bác quý anh chị em để ý này. Đấy các bác quý anh chị em để ý này. Đây là cái màng bên trong. Màng bên trong. Và cái số xe di các bác quý anh chị em cũng đã nhìn rõ này. Số xe di các bác nhìn rõ luôn. Đây là cái củ thép của loa. Sáng óng ánh đẹp keng. Đây là cái seri của bát cũng như là cái củ model là dòng 4312 MK2 Control monitor này, hãng sử dụng là bát là 2213H các bác quý anh chị em nhé. 2213H các bác quý anh chị em nhé. Đấy bát 30, đẹp như mới luôn. Đấy đây là bên trong là cái củ nam châm của loa, đẹp đẹp như mới. Cái bát này thì các bác quý anh chị em yên tâm rằng là
để phối ghép nghe tất cả các thể loại nhạc, từ nhạc nhẹ, nhạc không lời cho đến nhạc mạnh. Nó oánh, phải nói là êm và mềm và lực, rất mượt, rất êm, rất mềm, rất nực các bác của anh chị em nhé. Đặc trưng của JBN thì các bác của anh chị em yên tâm là rất dễ phối ghép, độ nhạy rất cao. Đây là hai cái chấu cài kẹp loa tín hiệu âm và dương, cũng như là cái sản phẩm loa này thì các bác của anh chị em đang theo dõi này. Em giới thiệu thì nó là một trong những cái model loa phải nói rằng là trên thị trường Việt Nam lúc này chắc là khó có thể tìm được cặp thứ hai các bác của anh chị em nhé. Khó có thể tìm được cặp thứ hai. Nó cực kỳ đẹp như này, nó đẹp như này các bác của anh chị em như đây này. Đấy, nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác của anh chị em thấy không? Em sẽ nhấc cái chiếc bát này em đặt xuống dưới để các bác của anh chị em cùng chiêm ngưỡng cái nội thất ở bên trong của cái loa này. Đây, toàn bộ bên trong của cái loa này đó là cái hệ thống bông tiêu âm, cách âm các bác của anh chị em nhé. Các bác của anh chị em thấy không này? Nó vàng óng ánh luôn. Nó chưa có một cái tí gì có dấu hiệu của thời gian nữa. Chưa có một chút gì dấu hiệu thời gian các bác của anh chị em nhé. Đấy, ở đây là cái học để cách âm tiếng bát lẫn đỡ lẫn với tiếng Trung các bác của anh chị em nhé. Đấy, toàn bộ bên trong này. Đấy, có cái dây loa. Cái này loa đây là em vừa mới tháo bát ra, nó bụi, nó bẩn cái ở trên cái viền bát này xuống thôi. Đây các bác của anh chị em để ý thấy không? Nó quá mới luôn. Nó quá mới luôn các bác của anh chị em nhé. Nó quá mới luôn. Nó quá là mới luôn các bác của anh chị em nhé. Đây là một trong những cái model loa xứng đáng để cho các bác của anh chị em đam mê cũng như là yêu tất cả các cái sản phẩm JBL, và đặc biệt là cái model Control Monitor 4312 MK2 này về các bác của anh chị em sở hữu về để trưng bày ở trong phòng nhà mình cho nó thêm cái sự sang trọng lịch lãm và cái độ VIP, cái độ view nó cao hơn gấp rất nhiều các bác của anh chị em nhé. Đây là toàn bộ nội thất của cái chiếc loa 4312 MK2 monitor này các bác của anh chị em nhé. Đây là còn bên này là đó là cái thùng ở bên này đây. Các bác của anh chị em để ý này, một chiếc em đã tháo ra và một chiếc em không tháo nguyên bản các bác của anh chị em nhé. Đây để anh trước. Đây các bác của anh chị em để ý này, nó đẹp đến cái mức độ là cảm giác nó sờ nó sướng tay, nó sắc cạnh luôn đấy các bác của anh chị em nhé. Đấy đấy, phải nói rằng nó quá mỹ mãn. Đây em sẽ nhấc tiếp cái màng bên này ra, cái màng lưới bên này để các bác cùng anh chị em cảm nhận này. Các bác cùng anh chị em để ý kỹ nhá, em giật ra một phát để cho các bác cùng anh chị em nhìn xem có sướng không, thích mắt luôn. Đấy đấy, các bác cùng anh chị em thấy chưa? Phải nói rằng là nó là một trong những model phải nói rằng là xứng đáng để cho tất cả các bác anh chị em dân chơi đến sở hữu về để trưng bày trong phòng nhà mình, để cho nó tăng cái độ VIP, tăng cái độ view lên ở trong phòng nhà mình lên các bác của anh chị em nhé. Quá là đẹp luôn, quá là phê luôn đấy các bác của anh chị em nhé. Đây là các bác của anh chị em vào xem video ở kênh YouTube của em Trinh Trang Ngọc Đất Đê. Em sử dụng cái quay bằng cái thiết bị ở điện thoại bình thường, nó không thể chi tiết và không thể có một chất âm tốt nhất được bằng khi các bác của anh chị em đến em Trinh Trang Ngọc Đất Đê là nghe trực tiếp, cảm nhận. Khi cảm nhận bằng ánh mắt là nhìn thấy cái độ sắc, độ đẹp như thế nào, và bằng cái đôi tai vàng của các bác của anh chị em nghe thì nó sẽ thấy được cái độ mượt mà của ba giải bát trung tép nó nhuần nhuyễn như thế nào. Và đặc biệt là khi nghe và nhìn, các bác của anh chị em còn có thể cảm nhận được cái mùi thơm, phải nói rằng mùi thơm gọi là đặc trưng của cái sản phẩm loa Mỹ này, phải nói rằng nó cực kỳ dễ chịu các bác của anh chị em nhé. Đó là một trong những cái mà các bác của anh chị em cũng rất tiếc là các bác của anh chị em là không thể cảm nhận được bằng khi các bác của anh chị em đến trực tiếp em Trinh Trang ở đây để chiêm ngưỡng cũng như là nghe trực tiếp và cảm nhận cái mùi thơm, cái độ đẹp của em, nó phải nói nó quá là VIP luôn. Thì vừa rồi toàn thể các bác của anh chị em cũng đã được chiêm ngưỡng tổng thể nội ngoại thất cái sản phẩm loa 4312 MK2 Control Monitor, dòng loa nổi tiếng của hãng JBL sản xuất ra chuyên để sử dụng vào tất cả các cái phòng thu âm, phòng kiểm âm ở các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ các bác của anh chị em nhé, và đang có tại em Trinh Trang Ngọc Đất Đê với một tình trạng là đẹp tới 99,9%, hàng zin bản 100% các bác của anh chị em nhé. Các bác của anh chị em vào xem video tham khảo, có nhu cầu xin mời các bác của anh chị em liên hệ với em qua địa chỉ trên. Em Trinh Trang Ngọc Đất Đê, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em xin hỏi thật vô theo cầu. Cái sản phẩm loa này thì đang có tại em Trinh Trang và Audio đây bán ra với cái giá là
trên 20 triệu các bác cùng chị em nhé, trên 20 triệu các bác cùng chị em đến ngay em trên trang OD hoặc nhấc ngay điện thoại này bấm vào số hotline 0967697999 để được sở hữu cặp loa đỉnh cao huyền thoại của hãng JBL, dòng loa kiểm âm đỉnh cao của hãng này nhé. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác cùng chị em đã vào xem các cái video của em trên trang OD ở ngày hôm nay. Và ngoài ra cái sản phẩm loa JBL này ra em trên trang OD còn rất nhiều các thiết bị sản phẩm thanh nghe nhạc và hát karaoke khác để phục vụ cho các bác của anh chị em sở hữu về để nghe nhạc và hát karaoke các bác của anh chị em nhé. Rất nhiều các bác của anh chị em nhé. Rất nhiều các bác của anh chị em đừng quên là sau khi xem xong video của em Trinh Trang RD mà chưa bấm nút đăng ký kênh cũng như là chưa bấm nút chuông theo dõi thì các bác của anh chị em vui lòng bấm ngay nút đăng ký kênh để được theo dõi tất cả các sản phẩm mới nhất, hot nhất và VIP nhất em Trinh Trang RD đấu giá cũng như là săn tìm về để phối ghép để tung lên trên mạng cho các bác của anh chị em được chiêm ngưỡng và thưởng thức cũng như là tham khảo về tất cả các sản phẩm. Và có nhu cầu thì liên hệ với em để sở hữu một trong tất cả các sản phẩm trong các video em Trinh Trang Already sẽ về và test trên kênh YouTube cũng như là truy cập Zalo, Facebook để được sở hữu tất cả sản phẩm. Em xin phép dừng video tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc đã vào xem và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất em Trinh Trang Already.